Rồi, chào mọi người. Bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái sản phẩm mà cực kỳ hot luôn trong thời gian qua. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đó là cái máy hàng mini. Thì trong cái thời gian qua đó, mình cũng đã tìm cái nhà mà cung cấp cái dòng sản phẩm mini này có uy tín đó, để giới thiệu cho mọi người nha. Bởi vì sao á? Bởi vì những cái dòng sản phẩm này á, nó dạng là điện tử. Nếu mà mình mua theo cái dạng mà tràn lan á, mà không có biết được nhà cung cấp hoặc là một cái đơn vị nó có uy tín á, đến khi mà nó có trục trặc rồi thì anh em chỉ có dột thôi đó. Còn bên mình á, thì thông thường mình bán một cái sản phẩm này thì mình kèm theo cái chế độ bảo hành nữa, nên anh em dù mua bất kỳ ở cái chỗ nào, tỉnh nào ha, bất kỳ khu vực nào, 63 tỉnh thành á, thì đều bảo hành được hết. Cái vấn đề là anh em cứ gửi đến cho mình để mình bảo hành thôi, thì mình bảo hành xong mình gửi lại ha. Thì đây là cái máy hàng mini của cái hãng Megatech. Thì cái Megatech này lúc trước mình đã bán rồi, thì bây giờ nó sản xuất thêm cái dòng máy hàng mini này nữa để nó ra phục vụ cho anh em. Thì đây là cái máy hàng, là nó hàng được qua là 2,5 ly nha, còn mình chấm á, này 2 ly đó mình kéo, còn mình chấm á, là 3,2 ly đó. Cái thông số model của nó là ECL120EF. Thì đây là một cái máy hàng có thể hàng được dòng điện yếu, nó có thể hàng được dòng điện yếu theo đúng thông số kỹ thuật, nó là nó hàng được cái 220 cho đến 240, và nó cộng trừ 10% nha, nghĩa là điện thấp dưới 10%. Nhưng khi mà test thực tế á, dòng điện mình là 220, anh em có thể xài cỡ 170 V mình vẫn hàng được. Bởi vì những anh em ở dưới quê á, thì cái dòng điện nó không có đúng, không có đủ đâu ha, nó mất tải qua đường dây rồi nên nó rất là thấp. Thì cái này nó như vậy ha, 170 V hoặc 160 V anh em vẫn hàng được nha. Vẫn hàng được luôn. Thì cái dòng của này á, là 105 A. Đó, thông thường mình hàng qua 2 ly 6 thì cỡ 80 mấy, 9 mấy là hết rồi. Cái này tới 105 A đó. Rồi, mình sẽ khui ra cho anh em. Thì trước khi khui thì mình giới thiệu sơ qua thì về cái chính sách mà của hãng Megatech. Thì mình đã chọn cái dòng Megatech này á, thì nó là một cái thương hiệu của Trung Quốc nha. Mình nói trước của Trung Quốc, nó nhập khẩu chính hãng và nó có showroom, có showroom trưng bày tại thị trường Việt Nam. Thì nó là một nhà nhập khẩu như nó cái chế độ bảo hành rất là chu đáo luôn anh em ha. Thì những anh em nào trước mà có mua những cái máy hàng Megatech bên mình á, nó có trục trặc cái gì á, là hầu như là hãng bảo hành rất là chu đáo luôn. Đó, thì còn riêng về cái dòng sản phẩm này nha, trong 7 ngày đầu sử dụng mà nếu có trục trặc nha, có trục trặc cái gì về lỗi kỹ thuật á, đổi mới cho anh em luôn nha, không cần lý do, chỉ biết nó trục trặc về lỗi kỹ thuật là đổi mới thôi anh em ha, chứ không có lý do gì hết đó. Thì để cho anh em yên tâm về cái vấn đề mà sử dụng cái sản phẩm của cái thương hiệu Megatech này, bởi vì bên mình thì mình làm việc rất là tốt với cái sản phẩm, với cái thương hiệu này, nên cái chính sách bảo hành rất là ok ha, anh em cứ yên tâm mà mua ở tỉnh, bất kỳ tỉnh vậy ha, tỉnh nào mà nó có cái trục trặc cái gì thì anh em cứ gửi đây mình sẽ làm. Bởi vì mình, tại sao mình nói điều này, bởi vì những cái hàng điện tử này mình không nói trước được điều gì ha. Đó, cái sản phẩm này nó bảo hành 1 năm nha anh em, cái sản phẩm này nè là bảo hành 1 năm. Thì ở trên cái đây là cái đây đây bảo hành 1 năm ha, nó có cái showroom nằm ở đây ha, anh em nào không thích mua mình thì cái showroom mua đó, đây chế tạo tại công ty Chiết Giang nè, nha, địa chỉ ở Chiết Giang ha, còn này là công ty ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thẻ bảo hành ở đây nha, thẻ bảo hành thì nó làm bằng tiếng Việt nha, còn hướng dẫn thì tiếng Anh đó, ok ha. Thì cái sản phẩm này được bảo hành 12 tháng nha, bảo hành 12 tháng trên này. Tại sao như mình nói với cái điều đó, bởi vì những cái hàng điện tử á, cái chế độ bảo hành rất là quan trọng ha. Đó, cái dây của nó thì nó có hai cái dây á, thì mình nói trước nha, cái dây này là dây nhôm. Anh em để ý những cái máy hàng nào mà cái dây mà nó cống cuốn cong cong như nè, nó xếp xếp này nè, nó là dây nhôm mềm xẹo mà nó to. Thì đối với những cái máy hàng mà mini thì chúng ta chẳng cần làm dây động đâu, bởi vì chúng ta hàng đâu có nhiều đâu mà dây động. À, khi nào làm lớn công trình di động để mình đo cái cây dây dương này của nó là dài bao nhiêu nha. Từ cái mát này nè, mình kéo hết coi nó là dài bao nhiêu. Rồi, dây nó dài 1,7 m nha anh em. Dây dương dài 1,7 m, dây mát thì nó tầm khoảng cỡ 1 m thôi. Dây mát là 1,1 m nha. Rồi, thì hai cái dây này á, thì mình nói là dây nhôm, ok. Còn cái ruột trong máy này là bằng đồng nha, chứ không có nhôm đâu. Đó, đây. Rồi, kế tiếp đây là cái máy. Thì nó chỉ có trong cái máy nó chỉ có dây thôi ha, có dây và cái máy thôi chứ không có kiếng, không có phụ kiện gì hết ha. Anh em mà có
trang bị kiến gì người ta mua thêm. Cái máy nó nhỏ xíu vậy nè đó, thì cái máy này mình đo cái bề ngang bề rộng cho anh em xem, bởi vì nó nhỏ vậy anh em á mà để nhà sử dụng tiện, mang đi leo kèo trên cao nó rất là tiện luôn. Bề ngang chiều dài của nó, chỗ dài nhất nó có 25 thôi, mình tính từ cái chỗ dài nhất nè ha, 25 thôi, chỗ này thì có 24, chỗ này thì nó là 23 đó, dài nhất 25 ha, chiều cao của nó là 10-15 thôi nè ha. Đây chiều cao tính từ cái nập này tính đây là 15 thôi, mình không tính cái lá quai đó, 15 rưỡi thôi ha, chiều dài của nó là từ đây là 23 nè nha. Rồi vậy thôi, bề ngang ha, bề ngang nhỏ xíu, bề ngang có không được tấc nữa nha. Đây bề ngang nè, chín mấy không được tấc nữa nha, nó gọn lắm, nhẹ xíu như nè đó, nhưng mà cũng hàng rất là ok ha. Thì những cái dòng máy hàng này anh em biết là cái chùm hàng thì nó sẽ nhỏ, nó không có như là lớn như chùm hàng kia, nhưng mà cái độ cấu của kết cấu vật liệu rất là ok ha. Có nghĩa là mình nối giữa hai cái sản phẩm với nhau thì nó cái độ dòng hàng nó chảy ra, nó kết cấu nhau nó rất là tốt, nó rất là cứng đó. Thì đây là cái sản phẩm đó, đây và cái quạt gió thông số ha đó, 105. Cái dòng mà dòng thật nha, cái dòng trên máy này đa phần cái thằng Megatech này nó đưa cho đây là dòng thật luôn. Thì thông thường á, thì hãng mình làm việc với hãng thì nói là những cái thông số trên máy là thông số thật chứ không phải là thông số ảo. Có nhiều cái máy nó ghi thông số rất là ảo luôn, ví dụ 200A thì nhưng mà thực sự nó không có tới. Thì mình có sao mà nói vậy ha, hãng sao thì mình nói vậy luôn, cái nào ra cái đó, cái nào mà ghi ảo là ảo nha, còn cái nào là thật nó biết mà, hãng nó rất là rành luôn nha. Đây là cái thương hiệu Megatech, đây Megatech nha. Trên đây thì nó có hai cái nút đó, khi mình hàng thì nó màu xanh nè, còn cái nút màu vàng cảnh báo ha, có đặt thì sẽ báo màu vàng đó. Ở đây mình chỉnh nha, chỉnh qua đây maximum luôn là 105 ampere đó, mini rất là đẹp anh em ha, trời ơi đã quá. Quên nãy giờ nói, quên nói giá nha, cửa hàng mình đang bán cái máy hàng mini này giá là 1.150.000, hàng chính hãng Megatech, bảo hành cho anh em 12 tháng 7 ngày có lỗi đổi cái mới ha. Rồi ok anh em ha, đó thì mình sẽ khui ra coi cái mini nó là cái gì bên trong, bởi vì khui ra mình mới biết bên trong nó có cái gì bên trong ha. Anh em chờ một chút. Thì bên mình sẽ những cái máy hàng mà khui về không có bán cho anh em đâu, thông thường cái này mình để hàng trưng bày á, trưng bày cái lâu lâu mình thanh lý nha, chứ nhiều lúc anh em mà nghỉ khui ra xong rồi đem đi bán không có. Cái mini này rất là thuận tiện nha, anh em nào làm quảng cáo biết nha, leo trèo trên cao sách đi mang vác rất là nhỏ gọn. Cái nhu cầu mình không cao, có nghĩa là mình chỉ cần nhu cầu hàng que 2.6 ha, hàng que 2.6 đó, rồi lâu lâu mình có chấm 3.2 vẫn được nha anh em ha, không có được không có vấn đề gì hết, vẫn ok hết. Còn hàng thì thoải mái, thì mình ví dụ mình đã xài dân dụng mà, nó gọi là cái máy này là xài cho gia đình dân dụng ha, dân dụng rồi đó, quảng cáo mà làm đó. Thì mình chấm nhã giải quyết cho nó xong việc đó ha, chứ không, nó không phải là một cái máy hàng công nghiệp. Công nghiệp là mấy anh em hàng ngày 8 tiếng á, hàng liên tục vậy đó, thì cái máy hàng này không đáp ứng nổi nha. Thì tùy theo cái nhu cầu mà mình trang bị thôi. Đây 1.150.000 cho cái máy hàng giống vậy, bảo hành, giá bảo hành cho anh em 1 năm luôn ha. Nói chung những cái bao mạch làm rất là sắc nha anh em ha, sắc và đẹp nữa đó nè. Anh em thấy không, ba cái tụ mới đó, thì nó có những con sọ trong đây, quạt giải nhiệt, nhôm giải nhiệt ha, nhôm giải nhiệt của mấy con sọ đó. Rồi bên đây đó,
Đây là cái bò của nó, thì nó cũng đơn giản vậy thôi nha. Đó thì bây giờ điện tử mà nó cũng rút gọn, nó gói gọn sao mà cho nó gọn nhất để anh em có thể chúng ta xài nó thuận tiện nhất ha. Đó, thuận tiện nhất luôn, quá trời đẹp ha. Rồi ok, sẽ bắt đầu màn trình diễn ha, test thử cho nên xem. Em chờ một chút nghe điện thoại cái. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hàn thử. Video thì nói chung là phải mất thời gian lâu một chút cho anh em ha. Mình để cho mình hàn luôn khỏi phải ráp. Đem này xuống. Thì cứ theo thông số máy nha anh em. Đây dương là âm ha. Dương là cọc cọng que đó, âm là cọc mát ha, cọc mát đây. Thì mình cứ cắm đúng mình xài thôi. Không có đảo được nha. Đây là cọc que nè. Rồi, ok. Dây nhôm nhưng mà nó làm cái dây rất là to nha. Đó, rất là to, chắc luôn. Bao xài luôn, không có gì hết á, phiền hà hết á. Hàng sao để anh em thấy được cái mặt đây. Ok, quay lên chút. Điện ha. Thì thông thường mình chỉnh á thì tùy ha. Thì tùy theo cái que mình chỉnh nha anh em. Thì mình chỉnh cái nào mà que nó xoay lên chút. Ở đây thì nó không có hiển thị được cái đồng hồ nha, không có hiển thị cái đồng hồ. Thì khi anh em chỉnh nào cái que mà nó yếu thì mình cho tăng lên ha, còn mạnh quá thì mình giảm xuống thôi. Còn maximum mới là nó là 105, thông thường nó nằm nó hàng que 26 nằm khoảng cỡ 80 mấy 90 á. Đó. Nằm trong khoảng đó. Rồi mình sẽ để như vậy ha. Cho anh em xem. Mời chọn chút. Rồi, tiếp lên ha. Rồi, mình test thử nha. Để mình dịch chuyển cái máy qua kia một chút ha, để nó sát quá.
lửa hơi mạnh ha, giảm xuống chút. Thì mình đã chỉnh cái 2.6 nó nằm ở kim lúc 12 giờ anh em ha. 12 giờ luôn là mình nhìn chỉnh thẳng luôn á, là nó hàng đều lửa ghê luôn á. Đây. Đây. Em thấy không? Cái kim nó thẳng đứng như nè, là mình chỉnh lửa nó cỡ đó là mình hàng rất là đều lửa luôn. Cái que mình đang que 2.6 nha. 2.6. Thì để một lát mình sẽ lấy 3.2 mình test thử cho anh em nha. Này thấy nó đều lửa, nghĩa là nó không có dính, nghĩa là mình trong cái hàng nó không có dính, thấy không? Đó. Thấy không? Này mình đi hàng chấm bon rồi làm ngon luôn ha. Đó. Tại cái chỗ phòng của mình không có kéo được, phải cho trong rộng mình kéo cho anh em xem. Nói chung là mấy hàng này nó đáp ứng được cái điều đó, kéo thoải mái, kéo 2.6 thoải mái cho anh em luôn. Bây giờ hàng nó trong cái phòng này nó có nhiều cái vật liệu dễ cháy lắm nha, nên mình phải hạn chế, anh em thấy không? Cái lửa nó rất là đều. Như là cái lửa nó không có, nó đều, lửa nó không có sao. Thấy không? Khi mà cái dòng đủ á, một vài chỗ mà những anh em mà chúng ta xài dòng yếu á, thì cái lửa nó sẽ nhỏ lại nha. Mình nói trước luôn, cái hồ quang nó sẽ nhỏ lại, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái vấn đề kết dính kết cấu của hai chi tiết vật liệu với nhau ha. Hết que rồi. Đây. Ok ha. Rồi, mình sẽ thấy que 3.2 thử cho anh em xem. Này chờ chút nha. Rồi, bây giờ mình đây là dùng cái que này là que 3.2 nha, to đùng như nè. Mình thử. Thì với 3.2 thì mình sẽ tăng lên ha. Mình tăng lên cái hướng nó tầm khoảng cỡ 2 giờ. Nhưng mà thông thường hàng cũng không có hết 105 đâu nha. 3.2 với mình không có tăng lên hết tới 105 ampe đâu, nó tăng lớn lắm. Mình sẽ chỉnh xong mình mở cho anh em xem nó nằm hướng nào. 3.2. Còn hơi yếu. Rồi, ok luôn anh em. 3.2 chỉnh vậy là ngon lành luôn rồi nè, vừa mạnh ha. Đó, hơi mạnh chứ, bởi vì cái vật liệu 3.2 mình hàng là những sắt dày,
ha, chỉnh nó hơi mạnh xíu để cho hai cái vật liệu nó chả nó dính với nhau ha. Thôi ok vậy đi, rất là đã đấy. 3 ly 2 thì mình chỉnh hướng này, đây anh em thấy không đó, hướng 3 ly 2 đây nằm nghiêng như nè, nó tầm khoảng cỡ chưa phải là hướng 3 giờ nha, nó 2 giờ mấy đó, thì mình sẽ tắt nguồn đi. Này nóng lắm, bỏ qua bên. Thì thông thường 3 ly 2 á, chúng ta có thể hàng chấm thì liên tục, ok không vấn đề gì, nhưng không có kéo được thì hãng nó công bố như rồi ha, anh em cứ theo hãng mình làm thôi, trừ khi anh em làm không có đúng hãng thì nó tuổi thọ nó không có bền nha. Về những cái máy hàng này thì bo mạch nó là tính thiết kế hết rồi đó, thì khi mà mình hàng những cái 3 ly 2 này anh em chấm như nè, chấm ha, nhã chấm nhã thì ok. 2 ly 6 kéo thoải mái nha, 2 ly 6 thì kéo thoải mái luôn. Đây thì 3 ly 2 thì nằm khoảng này là ok ha, đó mình thấy là chỉnh lửa nằm khoảng này là ok nè, tại nó không có đồng hồ nha. Còn ví dụ như 2 ly 6 thì nằm tầm khoảng nằm có 12 giờ đó, anh em chỉnh tầm khoảng 12 giờ thì tùy theo các vật liệu dày mỏng, nếu dày thì mình tăng thêm, mỏng thì mình nhả ra ha, dày mỏng khác nhau đó. Chứ mình thấy còn cái hàng bé tí vậy đó, trời ơi, và hàng vậy là quá tuyệt vời rồi, anh em leo trên cao là thoải mái luôn á. Rồi ok, 1.150.000 cho cái máy hàng Megatech Mini, hàng chính hãng Megatech, bảo hành 12 tháng. Anh em cứ xài thoải mái trong 7 ngày đầu nha, có vấn đề gì liên hệ với mình đổi cái mới. Thì nói chung mà mình nhắc lại, những cái hàng điện tử thì anh em mua những cái chỗ uy tín thôi, chứ nếu mà những cái chỗ mà bán anh em cứ nghĩ đơn giản ha, mỗi lần mua mà mình không biết chỗ nó bán đâu hay lấy gì bảo hành, thì những cái đồng hồ điện tử mình biết rồi ha, nó cũng phải có lỗi kỹ thuật này nọ ha. Đó rồi ok, anh em có nhu cầu mua liên hệ số điện thoại bên dưới nha, để được mua hàng. Và mình nhắc cái sản phẩm này nó đang rất là hot nha, anh em là mua thì liên hệ mua, chứ để nó hết hàng thì cái lịch nó về. Hiện tại trong kho mình đang có còn sẵn là 12 con, trong kho mình đang có sẵn là 12 con này, thì lịch của nó là tầm khoảng 2 tuần nữa nó mới về đó, 2 tuần nữa nó mới về ha. Thì anh em nào có nhu cầu ha, trang bị mua thì mình có thể mình mua sớm đó, để còn không thì sau 2 tuần nữa thì mình hết hàng, sau tuần nữa nó mới có. Rồi giá là chưa còn phí ship. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.